Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 120 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện để ủng hộ cho Khánh Duy. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 120 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ bên trong hoàng cung đại đường, trong triều đình, đám thần tử đại đường đều tụ tập lại ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ thấy cung đình sâu thẳm, cung điện trùng điệp như tiên cung tiên thế, khiến người ta không thể nhìn xem kiến trúc to lớn hùng vĩ bao nhiêu. Lý Thiên Vương, Tần Vương gia và 28 lộ quân hầu chinh chiến chém giết bên ngoài, thân nhập hiểm địa, ác chiến với Diệp lão ma, sao thánh thượng vẫn còn chưa cờ vậy? Một gã quan viên tay cầm thẻ bài khẽ nhíu mày. Thánh thượng cùng người nọ chơi cờ đã hơn 10 ngày rồi. Nếu thánh thượng có thể ra tay lấy bản lĩnh của thánh thượng, giết lão ma thật dễ dàng. Đáng tiếc thánh thượng bị cái tên kỳ quái kia bám lấy, đã hạ cờ 14 ngày rồi. Ván cờ nào lại khó như vậy chứ? Kẻ này chỉ e rằng ngăn cản thánh thượng, không cho thánh thượng ra tay rồi. Tên đó rốt cuộc là ai, dám ngăn cản thánh thượng vậy? Bên trong cung, đường hoàng Lý Song Sương đang đánh cờ cùng một lão già. Bên người không có thái giám cung nữ hầu hạ, lạnh lùng, hai người phong khinh vân đạm, qua một lúc lâu mới hạ một con cờ tiếp theo. Ứng sư huynh, ngươi vì xung kích cảnh giới vu hoàng đã hơn 200 năm không hề xuất thủ, hiện giờ vì một tiểu bối mà hóa thân tiến đến, có đáng giá hay không? Lý Long Sương sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay nhấc lấy một con cờ trắng, chậm rãi đặt xuống bàn cờ. Vẻ mặt của ông ta tuy có vẻ hờ hững, nhưng con cờ trong tay ông ta lại có vẻ nặng như núi, khi hạ xuống lại khiến cho cả tòa cung điện khẽ rung lên một chút. Lão già kia thổn thức nói: "Nhớ năm đó bệ hạ từng cùng ta có vài lần duyên phận, cũng từng giao thủ, cũng từng có giao tình. Người ta nói là không đánh thì không quen, không ngờ mới chớp mắt một cái đã qua hơn 200 năm rồi." Bốp một tiếng, Lý Long Sương bóp nát một quân cờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng lại là nửa giận ngập trời, hận không thể lập tức lật bay bàn cờ, chỉ vào mũi hắn mà giống to: "Giao tình sao? Giao tình chó má ấy. Năm đó lão tử gần bị ngươi làm thịt, ngươi còn dám nói giao tình hay sao?" "Lệnh tử, giá hạc, ta cũng rất buồn. Nhưng cũng may thọ mệnh chúng ta còn dài, cùng lắm thì sinh thêm vài cái long trùng là được rồi. Có khi long trùng mới sinh ra sẽ lại càng thêm xuất sắc. Lý đạo hữu, ông nói đúng hay không?" Lão già kia cười ha hả nói. Lý Long Sương tức giận, mắng trong lòng, ngoài miệng lại cười nói: "Ứng sư huynh, vô hoàng đại kiếp nạn của ngươi sắp đến rồi đấy. Nếu như tới thì hãy thông báo tiểu đệ trước một tiếng. Tiểu đệ tuy bất tài, nhưng giao tình giữa chúng ta sâu sắc như vậy, tiểu đệ thể sống thể chết cũng phải thay huynh trưởng ngăn cản một phần kiếp vận." Lão già kia cười hô hố, tủm tỉm mà nói: "Đâu dám, đâu dám." Mà lúc này, trên cánh đồng hoang vu, đám người Lý Thiên Vương vài lần tế linh lung hoàng kim bảo tháp lên, thúc giục sức mạnh của 28 chư thiên thế giới, chấn tới Diệp Húc. Bọn họ liên tục đối chọi, đánh cho mặt đất biến mất đi ước chừng mấy trăm dặm, giống như bị người đào đi một khối. Mà trên hư không biến mất, xuất hiện một cửa động kéo dài không khép lại. Trận chiến này, Tần Vương và đám quân hầu vẫn chưa bị tấn công trực tiếp, tất cả lực phản chấn đều rơi vào trên người của Lý Thiên Vương. Tòa nhị thập bát chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp này đã rách nát. 28 chư thiên trong tháp đều bị phá hủy, chỉ còn lại thân tháp là còn giữ được nguyên trạng. Tiếp nào? Trong đầu Lý Thiên Vương một mảnh hỗn độn, không có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ biết liên tục tế linh lung hoàng kim bảo tháp lên đánh tới Diệp Húc. Một kích cuối cùng, tòa bảo tháp này cuối cùng cũng chấn vỡ toàn thân Diệp Húc, nghiền thành một bãi thịt nát, chỉ còn lại Di La Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Kiều Đỉnh là lơ lửng bên trong không trung. Mà Kim Long Sông Giản cũng bị chấn cho rách tung tóe, hai con kim long bị chấn cho nứt vỡ, gần như không thể tìm thấy được hình thể đầy đủ. Lý Thiên Vương ngạo nghễ đứng giữa không trung, thiên địa pháp tướng chân thân, tay nâng linh lung hoàng kim bảo tháp, mặt mang ý cười,
Hắn quay đầu nhìn phía mọi người, mỉm cười nói: các ngươi trở về bẩm báo với thánh thượng, nói là Lý Mỗ không làm mất mặt ngài, cuối cùng cũng giết chết tên Diệp Thứ Bảo kia, đại công cáo thành. Tần Vương và đám 28 lộ quân hầu đột nhiên gào khóc thảm thiết, đồng loạt quỳ gối giữa không trung hô to: cùng tiễn Thiên Vương! Dầm một tiếng, linh lung hoàng kim bảo tháp trong tay Lý Thiên Vương như làm từ cát vàng vậy, hóa thành làn khói tan đi. Sau đó, thiên địa pháp tướng chân thân của hắn truyền đến tiếng vang răng rắc răng rắc. Trong chớp mắt, liền lan ra những vết rạn nứt nhìn mà ghê người. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ, thậm chí trong mắt hắn cũng tràn đầy những vết nứt bé tí. Không thể tiếp tục vì thánh thượng phân ưu, ta đi đây. Hắn buồn bã thở dài, vết nứt kéo dài đến mi tâm thiên địa pháp tướng. Nguyên thần bắt đầu tan ra, bên trong mi tâm của nguyên thần là thân thể của hắn cũng kín đầy những vết nứt to nhỏ. Giết! Mà lúc này một luồng sát khí phóng lên, sau đó một giọng nói tràn ngập sát khí rơi vào trong tai của hắn. Lý Thiên Vương gian nan quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc đã bị linh lung hoàng kim bảo tháp chấn vỡ kia, lúc này máu thịt lúc nhúc dần dần khôi phục lại hình người. Toàn thân của hắn đắm chìm trong biển lửa cuồn cuộn, giống như một con phượng hoàng dục lửa trùng sinh đúc lại thân thể vậy. Thân thể tam bất diệt cánh, Diệp Thiếu Bảo, người không chết ta không nhắm mắt được. Lý Thiên Vương quát to một tiếng, giơ tay bắt tới Diệp Húc. Âm âm. Bàn tay của hắn vừa mới chạm vào Diệp Húc thì lập tức vỡ nát. Sau đó thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương cũng rầm rầm vỡ tan ra, tiếp đó là nguyên thần của hắn, rồi thân thể của hắn. Hắn giống như hạt cát vậy, ra một tiếng rơi vỡ. Sau đó bảo vật trời ban cho hắn hiện lên cũng ra một tiếng rơi vỡ, chỉ còn lại một giọng nói yếu ớt truyền đến: ta không nhắm mắt được. Hắn vốn tưởng mình đã chấn chết Diệp Húc, phun ra một hơi cuối cùng. Nguyên bản hắn lấy tu vi chấn áp thân thể, chấn áp tất cả thương thế của thiên địa pháp tướng và nguyên thần. Lúc này thấy Diệp Húc đã chết, phun ra một hơi cuối cùng, làm cho thương thế bùng nổ, cuối cùng khiến tất cả lực sinh mệnh của hắn biến mất, không thể giết chết Diệp Húc được. Thân thể bất tử bất diệt, trận chiến này còn đánh thế nào được nữa đây? Đám người Lý Thiên Vương tay chân run run. Tu vi Diệp Húc tuy chỉ là tam thần cảnh nguyên thần kỳ, nhưng thân thể hắn đã tu luyện đến cảnh giới thân thể bất diệt, tam bất diệt cảnh. Loại kẻ thù này khó chống lại nhất, cho dù đánh nát thân thể thì vẫn có thể tái sinh. Mà lúc này Lý Thiên Vương hùng mạnh nhất đã chết, Vu Bảo hùng mạnh nhất, nhị thập bát chư thiên, linh lung hoặc kim bảo tháp đã rơi vỡ. Nếu như lúc này Diệp Húc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chỉ e toàn đại đường, trừ khi đường hoàng tự mình ra tay, không ai có thể kiềm chế được hắn nữa. Thừa dịp hắn còn chưa hồi phục, nghiền nát hắn ta. Đám quân hầu còn sót lại liếc nhau, đột nhiên đồng loạt ra tay, thừa dịp thân thể Diệp Húc còn chưa hoàn toàn khôi phục, công tới hắn. Oanh một tiếng, bọn họ ra tay lần này, uy năng tuy không như trước nữa, nhưng vẫn có thể dễ dàng giết chết một gã cường giả tam tương cảnh, thiên tương kỳ. Diệp Húc bị bọn họ đánh bay, thân thể vừa mới khôi phục lại, lại bị đánh bay cho vỡ thành mảnh nhỏ. Vù 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 vù. Đám Vu Bảo Duy La Thiên Địa Tháp, Nghệ Hoàng Kim Tiễn theo sát ở phía sau, đuổi theo thân hình Diệp Húc. Chỉ thấy chín mặt trời cùng xuất hiện, bao lấy đám Vu Bảo đó, đón lấy công kích lần thứ hai của đám người Tần Vương, đỡ hết công kích của những người này lại. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, một cái địa đỉnh đột nhiên xuất hiện, cự đỉnh bao phủ trời cao, chấn áp thiên địa, ngang nhiên đập xuống Diệp Húc. Lúc này Diệp Húc cuối cùng đã khôi phục lại hình thể, thần trí đã khôi phục thanh tỉnh. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không tiếp tục giết người, vội vàng thét lên một tiếng dài, tế cột buồm lên, cướp đường mà chạy, tránh thoát địa đỉnh đánh tới. Không xong, lần này nhập ma khiến thân thể nguyên thần, hồn phách, thần thức của ta đều bị thương nặng. Chỉ sợ tiếp tục chiến đấu, không chờ liệt hỏa đốt cháy, ta cũng sẽ mất mạng. Ở trong chớp mắt này, Diệp Húc tự đánh giá toàn thân, lập tức phát hiện thương thế nghiêm trọng tới cực điểm. Tuy thân thể hắn có thể chết mà sống lại, nhưng lần này cơ thể vỡ nát khiến phòng ngự của hắn không còn lớn như trước. Phải khổ tu rất lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, lực sinh mệnh trong nguyên thần của hắn cũng không còn như trước. Không chỉ bị chín mặt trời đốt cháy, hơn nữa trong đối chiến với đám người Lý Thiên Vương bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trên nguyên thần phủ đầy vết nứt, chỉ thiếu không có vỡ tan ra. Hồn phách thần thức của hắn cũng gần bị đánh nát. Những thương thế đó, bất luận cái nào, đều đủ để lấy mạng một tên đại vu. Nhưng Diệp Húc có ngọc lâu, có nguyên thần, tràn đầy sức sống bừng bừng, còn có thể chấn áp thương thế xuống. Để cho hắn kinh hãi là các loại vu bảo của hắn chỉ có Nghệ Hoàng Kim Tiễn và cột buồm, không có dị trạng. Nam Thiên Môn bị đánh cho méo mó, mỗi cái đại đỉnh bên trong kiều đỉnh đều kín đầy vết nứt. Riêng là Thiên Địa Tháp cũng bị tổn hại không nhẹ, còn có ngọc lâu,
cái vũ bảo kỳ lạ này cũng xuất hiện những vết nứt. Thảm nhất là kim long song giản mà hắn cướp đoạt từ tay Tần Vương. Hai thanh kim giản này gần như đánh mất tính chất đặc biệt của bất diệt chi bảo, suýt chút nữa bị đánh hỏng, không biết phải sửa chữa bao lâu mới có thể khôi phục như ban đầu. Vèo, cột buồm vụt một cái ngàn dặm, ngay sau đó nhảy vào trong một dãy núi lồng lộng. Diệp Húc vừa mới tiến vào trong dãy núi kia, đột nhiên chỉ thấy dãy núi này ầm ầm bay lên, hóa thành một cuốn tranh ngàn dặm, xa hoa lộng lẫy. Hạ Đông Dương cười dài một tiếng, bay ra khỏi bức tranh, lập tức giơ tay, chỉ thấy cuốn tranh sơn thủy này càng ngày càng nhỏ, biến thành ba thước, rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Hắn giơ tay rung một cái, chỉ thấy trăm núi ngàn sông trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên hóa thành hỗn độn. Mảng thế giới này tan vỡ tại chỗ, định hoàn toàn hủy diệt Diệp Húc đang bị nhốt ở trong đấy. Lại đúng lúc này, trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lửa. Ngọn lửa này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền thiêu đốt toàn bộ bức họa này. Món trọng bảo mà Tây Hoàng luyện chế này đã ở trong thời gian cực ngắn bị đốt thành cho tàn. Trong cho tàn, tiếng kêu hót truyền đến, chín con Tam Túc Kim Ô phóng lên, vỗ cánh bay múa, ngang nhiên giơ vuốt bắt tới trán của Hạ Đông Dương. Đinh một tiếng, sắc mặt của Hạ Đông Dương khẽ biến, vội vàng tới một cái ngọc hoàng hình dáng như quả bá hạ lên. Chỉ thấy ngọc hoàng hoành giữa trời, hóa thành một con bá hạ đầu rồng thân rùa lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Chín con Tam Túc Kim Ô thò những cái móng vuốt sắc nhọn xuống, tung bay quanh thân bá hạ, đều chộp tới nó, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của bá hạ. Hạ Đông Dương nhẹ nhàng thở ra, lập tức định tế lên một kiện bất diệt chi bảo lấy được từ mộ của Khải Hoàng. Lại đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Húc xuất hiện giữa chín con Kim Ô, tám bàn tay thò xuống dưới nắm lấy con bá hạ này, khiêng lên trên cột buồm, dương buồm đi xa. Hạ Đông Dương đứng đấy đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục thúc giục chân nguyên định triệu hồi ngọc hoàng của mình. Đã thấy Diệp Húc bất thình lình tế kiều đỉnh lên, chấn áp ngọc hoàng trong đỉnh, mặc kệ hắn ta thúc giục như thế nào cũng không thể triệu hồi nổi. Diệp lão đệ đi thông thả, vì huynh tiễn ngươi một đoạn. Một con đại bàng cánh vàng từ trên trời giáng xuống, hai móng thỏ ra vồ tới trán của Diệp Húc. Con kim sĩ đại bàng từ trên không lao thẳng xuống này chính là Thiên Bàng Đại Thánh. Từ khi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, hắn từng giao chiến với Diệp Húc một lần, cũng có thắng bại, nhưng khi đó hắn chưa hiện ra chân thân mà lưng mọc đuôi cánh, lấy hình người chiến đấu với Diệp Húc. Lúc này Thiên Bàng Đại Thánh hiện ra chân thân, cánh mở ra hơn 10 dặm, lông vũ toàn thân màu xanh bụi, mỗi một cái lông vũ như kiếm mà cánh lại màu vàng, trông thật là rực rỡ. Tốc độ của đại bàng nhanh nhất còn nhanh hơn cột buồm vài lần. Diệp Húc bị Hạ Đông Dương lấy Thiên Sơn Thanh Điện Đồ cản lại một chút, lập tức bị hắn ta đuổi kịp. Thiên Bàng Đại Thánh, người muốn chết sao? Diệp Húc giận dữ, một luồng phủ quang rực rỡ dâng lên bổ tới Thiên Bàng Đại Thánh. Xoạt một tiếng, luồng phủ quang này lập tức chặt đứt hai móng của Thiên Bàng Đại Thánh. Chỉ thấy con đại yêu này chập hai cánh lại, kim quang chói mắt giống như kiếm vung xuống chém qua thân thể của Diệp Húc. Diệp Húc lập tức máu bắn ra khắp nơi, gần như bị chém thành ba đoạn. Lẽ ra lấy thực lực của Thiên Bàng Đại Thánh thì không thể làm thân thể Diệp Húc bị thương được, nhưng thân thể Diệp Húc bị đám người Lý Thiên Vương đánh nát, sau khi tái tạo lại thì thân thể mới kém xa lúc trước, phải tiếp tục cần tu khổ luyện mới có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao như trước, bởi vậy suýt nữa thân thể lại bị hủy. Diệp lão đệ, người nhất định phải chết trong tay của ta rồi. Kim sĩ lại bằng kêu to, mỏ như đao mổ tới trán của Diệp Húc, định mổ vỡ trán của Diệp Húc ra. Diệp Húc nhịn đau mở một bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn hiện ra chín cái đỉnh, bốn chân hai tay cực nhỏ xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Kiểu đỉnh càng lúc càng lớn, tốc độ quay càng lúc càng nhanh, chốc lát liền biến thành một cái cự đỉnh to hơn 10 dặm, được Diệp Húc dùng một tay nâng lên giơ cao quá đầu. Thiên Bàng Đại Thánh mổ xuống liền cắm đầu vào trong đỉnh, lập tức một lực hút lớn từ trong đỉnh truyền đến, kéo hắn vào trong đại đỉnh. Diệp thiếu bảo, ngươi bị thương nặng không chấn áp được ta. Con chim khổng lồ này kêu gào bên trong đỉnh, lập tức không còn tiếng động nữa, chính là bị Diệp Húc chấn áp trong đỉnh. Chín tòa đại lục đè lên người, tuy tu vi thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng không thể đỡ được chín tòa đại lục kia. Diệp Húc há miệng nuốt một cái, nuốt kiều đỉnh vào bên trong thân thể, chấn áp thân thể, đồng thời phong ấn Thiên Bàng Đại Thánh lại. Lại đúng lúc này, một luồng yêu khí cực mạnh kéo thẳng đến chỗ của hắn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa đang chạy tới, xông thẳng tới chỗ của hắn. Thả sư điệt Thiên Bằng của ta ra. Lão già tóc trắng này còn cách Diệp Húc hơn 10 dặm, thân thể đột nhiên càng lúc càng lớn, bành trướng dữ dội. Từng khối cơ bắp lộ ra, tứ chi càng ngày càng to, giống như đang bơm hơi vậy. Da của lão càng lúc càng thô ráp,
càng lúc càng trắng. Những cái lông to chui ra từ dưới làn da, trong chớp mắt biến thành một con voi trắng, hình thể cực lớn. Từ đầu đến đuôi dài 70 dặm, lưng mọc hai cánh. Sau khi mở cánh ra còn kinh người hơn cả Thiên Bàng Đại Thánh. Cái mũi của con song rực bạch tượng này vung lên giống như một cái roi rất lớn quất tới Diệp Húc. Mũi của lão như một cái túi vải, lỗ mũi truyền đến lực hút lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Từ xa liền hút Diệp Húc lên, kéo hắn vào trong lỗ mũi. Cùng lúc đó, con lão yêu quái này há mồm giống to, sóng âm hóa thành đủ loại dị tượng, dị thú thượng cổ, dương nanh múa vuốt, gào thét mà xông tới Diệp Húc. Đây là cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Yêu Tông, một trong 7 anh em kết nghĩa của Yêu Hoàng, Hương Tượng Đại Thánh, người bảo hộ của Thiên Bằng Đại Thánh, tu vi cao cường, không kém Lý Thiên Vương, chính là cường giả Thiên Tương Kỳ. Lão giống một cái khiến hư không nứt ra, núi sông nứt đoạn, quần quận ma âm hóa thành dị thú nhảy vào trong toàn thân Diệp Húc, tạo ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố bên trong cơ thể của Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, bên ngoài làn da đều nổ tung ra những lỗ máu. Đó chính là thực lực của Đại Vu yêu tộc Thiên Cùng Kỳ. Ngay lập tức liền đánh cho Diệp Húc bị thương nặng, hút hắn vào trong mũi voi. Đột nhiên, cái mũi mềm mại thô to này liên tục nổ tung, trong chớp mắt từ đầu đến đuôi đều nổ sạch. Những miếng thịt và xương máu bị ngọn lửa thiêu đốt, két một tiếng liền hóa thành tro tàn. Diệp Húc lại ngưng tụ thân thể hoàng tộc Đế Thích, thân thể ép cho trong hư không để lôi đình rầm rầm đánh xuống. Liệt hỏa đốt người, hắn phóng lên cao, bốn cái đầu cùng giống to, sóng âm lại cũng hóa thành ra đủ loại yêu thú dị chủng thượng cổ, chen nhau chui vào trong cơ thể của con voi trắng kia. Không ngờ ngươi lại biết tượng âm ma công của ta. Con song xí bạch tượng này lộ ra vẻ khó có thể tin được, da toàn thân đầm ầm nổ tung ra những lỗ máu thật lớn. Lão giống giận một tiếng dài, lập tức hóa thành một lão già tóc trắng xóa, cầm trong tay hai cái loan đao ngà voi thật lớn, mũi đao vô cùng sắc nhọn đâm thật mạnh vào trong ngực của Diệp Húc. Doạt một tiếng, loan đao ngà voi đâm xuyên qua lưng của Diệp Húc, mang theo một mảng kim huyết huyết dịch rời cơ thể, lập tức hóa thành những con chăn lửa cực lớn bay múa xung quanh. Hương Tượng Đại Thánh mừng rỡ, hai thanh loan đao ngà voi này chính là do Hương Tượng Đại Thánh dùng ngà voi của mình tô luyện rèn ra. Tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy năng lại hơn xa tam tương chi bảo. Vừa mới đâm xuyên thân thể Diệp Húc, quấy ở trong cơ thể của hắn không ngừng phá hủy. Lão ta dùng lực rút đao, nào biết chiếc loan đao ngà voi này bị xương cốt trong cơ thể Diệp Húc kẹp chặt trong thân thể, giống như chém lên một cục sắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể rút ra. Rầm 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 rầm. Tám cánh tay Diệp Húc nâng những vầng dương thiên thần giới lên, giống như mặt trời hung hãn hạ xuống. Trong chớp mắt liền đánh ra không biết bao nhiêu dương thiên thần vương diệt kiếp ấn nện lên thân thể của lão già kia. Thân thể Hương Tượng Đại Thánh trong chớp mắt liền bị đánh nát ra thành mảnh vụn, thét dài một tiếng, thân thể từ trên cao rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một con voi trắng hai cánh nằm hấp hối ở trên mặt đất. Diệp huynh, tu vi thực lực của ngươi trang mỗ vô cùng khâm phục, không ngờ cả Hương Tượng Đại Thánh cũng bị ngươi đánh cho trọng thương gần chết như vậy. Tiếng nói của Trang Đạo Cổ từ trên không trung truyền đến, chỉ thấy một con vượn lông vàng cầm kim bổng trong tay gào thét đập tới trán của Diệp Húc. Lúc hắn đã sử dụng đa thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn. Hình như vượn trong tay kim bổng hai đầu kim cô ở giữa một đoạn ô kim thần thiết lực ép thiên địa. Chàng mỗ không phải là muốn cùng Diệp huynh một mất một còn, mà là giúp tu vi Diệp huynh tiến thêm một bước nữa, luyện thành mười mặt trời cùng ta. Trang Đạo Cổ cười to, kim bổng ầm ầm đập xuống. Chàng huynh muốn giúp ta tu thành mười mặt trời cùng ra, cẩn thận sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi đấy. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, giang tám cánh tay ra. Di La Thiên Địa Tháp, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Cột Buồm, Ngọc Lâu, Nam Thiên Môn, Khải Hoàng, Ngọc Hoàng đều bị hắn nắm ở trong tay. Chỉ còn Đại Đỉnh Chấn Áp Thiên Bằng Đại Thánh và thân thể mình. Diệp Húc cắn răng, hai tay còn lại bắt lấy hai thanh loan đao ngà voi rút ra khỏi cơ thể. Keng một tiếng, hắn vung bảo tháp khiến kim bổng trong tay của Trang Đạo Cổ bị chấn cho bắn lên cao. Lập tức Nghệ Hoàng Kim Tiễn rung lên, vô số tiên khí màu vàng bắn ra, rậm rạp chi chít bao phủ Trang Đạo Cổ. Đột nhiên, chỉ thấy con vượn to lớn do Trang Đạo Cổ biến thành kia nhào ra phía sau cả ngàn dặm, tránh né phạm vi bao phủ của Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Lập tức lại bổ nhào tới một cái, trong chớp mắt liền đến trên đỉnh đầu của Diệp Húc, vung gậy nện xuống, giống như chưa từng rời đi. Hắn cười ha ha nói: "Diệp huynh, thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ta chẳng những lực công kích kinh người, tốc độ lại càng kinh người hơn, tu luyện đến tột cùng, một cái bổ nhào có thể nhảy xa vạn dặm, quay lại như chớp kìa." Tốc độ của hắn quá nhanh, động một cái liền chạy chém giết xung quanh Diệp Húc, khiến cho Diệp Húc hoàn toàn không thể đánh tới bản thể của hắn được. "Diệp huynh, danh tiếng của ngươi dù thịnh, nhưng luận chiến đấu
người chưa chắc có thể thắng được. Ta tu luyện thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Sao? Thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ư? Trang đạo cố, người muốn chết thì ta sẽ giúp người. Ta xem người có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta hay không. Diệp Húc đột nhiên thua 8 món vũ bảo lại, trong tay từng vòng mặt trời dâng lên, từng vòng mặt trăng dâng lên, hóa thành ưu tiên thần vương đoái cấn. Mặt trăng bao phủ trời đất, phủ trang đạo cổ và trong ưu tiên thần giới, tổng cộng có 8 tầng phong ấn. Trang đạo cổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mình đang ở trong một thế giới xa lạ, rộng lớn vô ngần, trong lòng không khỏi thất kinh, liên tục chờ mình lộn nhào. Lại thấy thế giới này dường như vô cùng vô tận, hoàn toàn không thể chờ mình đến cuối. Diệp Húc phong ấn trang đạo cổ bên trong ưu tiên thần vương độ ách cấn. 8 con mắt âm u lạnh lẽo đang định bóp nát ưu tiên thần vương độ ách cấn trong tay, bóp chết con vượn này. Đột nhiên vô số luồng ma quang xoẹt xoẹt bắn tới, đánh lên trên ưu tiên thần vương độ ách cấn, lập tức phá vỡ 8 tầng phong ấn kia. Thiên nhãn ma quang, chẳng lẽ ma la dư cô cũng muốn ta chết sao? Diệp Húc cả kinh nhìn theo ánh sáng, chỉ thấy một vị ma thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân từ trong hư không bước ra. Lòng bàn tay mọc ngàn mắt, hóa thành một cái võng ma quang, chụp xuống đầu hắn, định phân thây hắn ra. Nhưng kẻ này không phải là pháp tướng chân thân của Ma La Dư. Ma La Dư là con lai người ma, nguyên thần giấu trong mi tâm Ma La pháp tướng. Bộ dạng giống Ma La Dư như đúc, mà nguyên thần trong mi tâm pháp tướng người này cũng là hoàng tộc Ma La, cũng là ngàn tay ngàn mắt, ngàn chân. Ngươi là gì của Ma Hoàng? Cũng là ngàn tay ngàn mắt, ngàn chân. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, ngọc lâu bay lên, huyền hoàng khí bao phủ bảo vệ toàn thân. Võng ma quang chụp xuống, cắt cho huyền hoàng khí xoẹt xoẹt vang lên, lại không thể đánh nát phòng ngự của ngọc lâu được. Người nọ không nói lời nào, ngàn chân bước ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền vào tới trước người Diệp Húc. Vô số nắm đấm đánh lên huyền hoàng khí, gần như trong chớp mắt liền phá tan phòng ngự của ngọc lâu. Cùng lúc đấy, trang đạo cổ thoát vây mà ra, con vượn lông vàng oai phong cực kỳ, tay vung kim bổng lên nện xuống Diệp Húc. Người rút cuộc là ai? Diệp Húc quát lớn, chống lại hai kẻ này giáp công, nhanh chóng lui ra sau. Đám người tần vương điên cuồng đuổi theo mà đến. Có đám người hạ từng đường, điều khiển địa đỉnh ầm ầm vượt qua. Diệp Húc liên tục ác chiến, tốc độ vận chuyển của bản vương khai thiên kinh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều thuần dương linh khí bị khai thiên kinh luyện hóa, biến thành tu vi của hắn. Thân thể của hắn tuy bị đánh nát một lần, lại liên tục bị thương nặng, nhưng theo bản vương khai thiên kinh vận chuyển, khí lực càng ngày càng hùng mạnh, dần dần tiến đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng dương khí của hắn thịnh như thế, chân nguyên gần như toàn bộ hóa thành chân hỏa, đốt cháy thế giới gần như tan vỡ của hắn. Chỉ còn lại 9 mặt trời cùng 9 con tam túc kim ô, còn có một góc ngọc thụ lẻ loi đứng ở trong thế giới. Những nơi khác đều biến thành hư không, mặt đất sụp xuống biến mất, đại dương khô cạn, một mảnh thê lương. Tu vi của hắn vẫn còn đang tăng vọt, nhưng huyết dịch toàn thân đã bắt đầu sôi trào, thậm chí cả hơi thở của Diệp Húc đều đã có những dòng hỏa long phun ra. Trang đạo cổ và tên hoàng tộc Ma La kia đều là cao thủ trong cao thủ. Diệp Húc lấy ưu tiên thần vương đồ ách cấn nhốt trang đạo cổ một lần. Đó là do hắn ta không đề phòng, bị Diệp Húc chiếm tiên cơ. Lúc này hắn đã có phòng bị, Diệp Húc muốn lấy ưu tiên thần vương đồ ách cấn phong ấn hắn lần nữa thì sẽ khó khăn muôn vàn. Hắn đến đi như gió như chớp, làm cho người ta khó có thể đoán biết được vị trí tiếp theo. Kim bổng trong tay lực ép thiên địa, tạo cho Diệp Húc một uy hiếp rất lớn. Nếu bị hắn ta đánh trúng, Diệp Húc sẽ lại càng bị thương nặng, càng khó có thể trốn thoát. Mà một tên hoàng tộc Ma La đột nhiên tới kia, thực lực còn trên cả trang đạo cổ. Hắn cũng không dùng chân thân đến đây, cũng không dùng vũ bảo, chỉ dựa vào pháp tướng chân thân liền đánh phá được phòng ngự của Ngọc Lâu. Hoàng tộc Ma La thân là một trong tứ đại hoàng tộc ma tộc, thân thể cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc tuy cùng Ma La Dư ở chung lâu như vậy, nhưng hai người vẫn chưa hề chân chính ra tay, bởi vậy hắn cũng chưa từng chứng kiến năng lực thực chiến khủng bố loại này của hoàng tộc Ma La. Mà người này lại phát huy loại năng lực chiến đấu khủng bố của hoàng tộc Ma La, vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn mọc ngàn cái chân, tuy tốc độ không nhanh như trang đạo cổ, nhưng không phải là nhỏ, ngàn bước tiến đến giống như ảo ảnh, tia chớp đến rồi đi. Hắn có ngàn cánh tay, tốc độ công kích cực nhanh, khiến người không thể tưởng tượng được. Mà để cho người ta khó có thể đề phòng chính là ma nhãn trong lòng bàn tay. Những ma nhãn đó mọc trong lòng bàn tay của hắn, mắt bắn ma quang, thấy rõ hư không. Lúc trước khi ở biển Oan Hồn, dù là Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng không thể nhìn thấu tất cả trong sương mù, chỉ có ma nhãn của Ma La Dư là có thể phản ánh tất cả cao thủ ẩn nấp trong sương mù bên trong mắt, biết được đối phương hư thật ra sao. Ma nhãn của kẻ này có hiệu quả giống như Ma La Dư, hơn nữa ma quang lại cực kỳ dũng mãnh, có thể làm thương thân thế của Diệp Húc được. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc giao thủ chân chính với hoàng tộc Ma La,
trong tâm cực kỳ chấn động. Bên trong tứ đại hoàng tộc, hắn gặp thân thể của tam đại hoàng tộc Ma La, Già La, Đế Thích, chỉ có hoàng tộc Khẩu La là chưa gặp qua chân thân. Thân thể của hoàng tộc ba tộc Đế Thích, Già La và Ma La có sức chiến đấu cực kỳ hùng mạnh, không phân biệt được cao thấp. Nhưng cách thức chiến đấu của hoàng tộc Ma La hiển nhiên là càng quỷ dị khó lường hơn hoàng tộc Đế Thích và hoàng tộc Già La, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Từ lúc nào mà thế giới vu hoang ta cũng có xuất hiện một vị hoàng tộc ma tộc như vậy? Nếu ta còn ở trong trạng thái toàn thịnh thì hai kẻ này ta không sợ, nhưng lúc này ta có thể lại tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, mười mặt trời cũng có thể cùng ra bất cứ lúc nào. Ta phải sớm thoát thân trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông thôi. Diệp Húc bốn đầu tám tay, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều trong tầm mắt của hắn. Bên sườn hắn mọc tám cánh tay, đều tự cầm lấy một cái vũ bảo cẩn thận bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đấy, đôi cánh sau lưng Diệp Húc mở ra, nhanh chóng lui ra sau. Pháp tướng chân thân của tên hoàng tộc Ma La kia bước ngàn chân ra, đuổi theo không tha, quay xung quanh đánh tới Diệp Húc. Thân hình lơ lửng bất định, thường thường chân vừa động một cái liền gào thét đánh tới. Mà tốc độ của Trang Đạo Cổ nhanh hơn, một bước lên đuổi kịp Diệp Húc, đại bổng nhằm đầu mà đập, khiến hắn mãi không thể thoát khỏi hai người này. Tuy Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ cách Diệp Húc có mấy vạn dặm, nhưng dường như là một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua được. Nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, vừa chiến vừa đi, dù là đám lão quái vật hạ từng đường, Tần Vương gia cũng không thể đuổi kịp. Mọi người lập tức tản ra, chặn ở biên cương đại đường, vây chết Diệp Thiếu Bảo ở chỗ đấy, khiến hắn không thể trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông. Đột nhiên không biết là ai hô to lên, mọi người nghe vậy lập tức vù vù tản ra, phóng ngược hướng Thập Vạn Đại Sơn, định chặn hết tất cả đường đi của Diệp Húc. Tâm Diệp Húc trầm xuống, những tên cường giả đó canh giữ ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, nghĩa là hắn không thể nào trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, mời Ứng Tông Đạo ra tay chấn áp tâm ma được. Đây là các ngươi ép ta đấy. Diệp Húc lẩm bẩm, hồng quang trong mắt hắn càng ngày càng thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Xem ra toàn bộ đế quốc đại đường sắp biến thành một biển lửa, đất đai sụp xuống rồi. Diệp Húc thở dài, chuẩn bị tế thân thể liệt hỏa minh tôn lên. Hắn vốn không định dùng cái thân ngoại hóa thân này để bớt tạo ra sát nghiệp. Liệt hỏa minh tôn chính là thân thể nhân hoàng, đại minh tôn vương của Diêm Ma Thần Điện, thực lực vô cùng hùng mạnh, mạnh mẽ. Nếu Diệp Húc thao túng cái thân ngoại hóa thân này tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ uy thế phải hơn Diệp Húc bây giờ gấp ngàn lần, trăm ngàn lần, tổn hại tạo ra cũng hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Hoàn toàn có thể nói là ngoại trừ người đứng đầu thánh địa, không có ai là đối thủ của hắn. Có thể tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ đế quốc đại đường tất sẽ biến thành một biển lửa, vô số ngọn núi lớn sụp đổ, mặt đất bị đánh cho hóa thành hư vô, hư không nơi nơi đều đầy vết sách, tất cả dân chúng đại đường sẽ chết thảm, thậm chí vô số vu sĩ đại vu đều mất mạng dưới tay của Diệp Húc. Diệp Húc sở dĩ không chịu dùng cái thân ngoại hóa thân này chính là bởi vì nếu tẩu hỏa nhập ma rồi, thiệt hại tạo ra quá lớn, làm thương đến quá nhiều người vô tội, đi ngược lại nguyên tắc của chính mình. Mà hiện giờ hắn bị người chặn hết tất cả đường sống, rốt cuộc không nhịn được, định tế liệt hỏa minh tôn lên, đại chiến một trận, hủy diệt một hồi, đem đất trời này giết cho sạch sẽ. Ông một tiếng, đột nhiên khí thế của hắn động động, một luồng dương khí cực đặc phá thể mà ra, lại có thêm một mặt trời nữa từ từ hiện lên phía sau lưng của hắn. Bên trong mặt trời, một con tam túc kim ô chậm rãi mở mắt ra, đôi lông mi hẹp dài mở ra, từng dòng thái dương thần quang bắn ra bốn phía. Tâm của Diệp Húc lại trầm xuống, chỉ thấy con tam túc kim ô này từ từ dang rộng đôi cánh, tư thế tao nhã, giống như tinh linh trong lửa. Nó hót lên một tiếng trong trẻo, đột nhiên vỗ đôi cánh, bay ra khỏi vòng mặt trời chói chang này, bay lượn xung quanh Diệp Húc. Ở xung quanh hắn, 10 con tam túc kim ô kéo những mặt trời bay lượn, nhiệt độ cực cao đó không chỉ khiến thế giới của Diệp Húc bị thiêu đốt sụp đổ, thậm chí thế giới vô hoang quanh thân hắn, hư không cũng bị đốt tan. Đại hỏa lan ra mấy ngàn dặm, những nơi xa hơn, sông lớn khô cạn, hồ nước thấy đáy, cỏ cây chết héo, dã thú khát mà chết. Trang Đạo Cổ và tên hoàng tộc Malakia thấy thế, vội vàng né tránh, không dám tiếp tục vây công Diệp Húc. Mặc dù là bọn họ, nếu như chạm vào nhiệt độ cực cao như thế, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Phừng phừng, nguyên thần của Diệp Húc, gốc ngọc thụ kia rốt cuộc không thể chống lại nhiệt độ nóng rực như thế, lá cây bắt đầu bốc cháy. Trời muốn vong ta sao? Diệp Húc cười khổ, từ trong mắt mũi miệng những ngọn lửa phun ra, thậm chí da hắn, tóc hắn cũng trào ra những ngọn lửa vô cùng nhỏ. Đây chính là thái dương chân hỏa nồng đặc nhất, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn, huyết dịch của hắn. Thậm chí từ phủ trong mi tâm của hắn, đan điền trong bụng cùng các đại huyệt khiếu khác cũng có vô cùng vô tận thái dương chân hỏa bắt đầu thiêu đốt, đốt cháy thân thể của hắn.
10 mặt trời cùng ra, hủy thiên diệt địa. Diệp Thiếu Báo cuối cùng cũng sắp chết rồi. Trang Đạo Cổ thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn giao chiến với Diệp Húc, biết rõ Diệp Húc hùng mạnh ra sao, bản thân hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ của Diệp Húc. Nhìn đến đối thủ hùng mạnh như vậy rốt cục chết ở trước mặt mình, trong lòng hắn có chút tiếc hận, lại cảm thấy nhẹ nhàng mà thở phào một cái. Diệp Thiếu Báo, đây mới chỉ là pháp tướng chân thân của ta, nếu ta tự mình đến đây cũng có thể giết chết ngươi. Pháp tướng chân thân của tên hoàng tộc Mala kia phát ra tiếng cười quái dị, dần dần biến mất trong hư không, cười ha hả mà nói: "Nhưng ngươi thật sự rất mạnh, nếu ta chu sát ngươi, tất cũng sẽ bị trọng thương. Như vậy là tốt nhất, đánh cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, tự mình xử mình, chẳng phải là tuyệt vời hay sao?" Trang Đạo Cổ nhìn về phía hắn ta, mặt hiện vẻ suy tư, chắp tay nói: "Đa tạ các hạ vừa rồi đã ra tay tương trợ, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai?" Tên hoàng tộc Mala kia cười ha ha, biến mất không thấy. Tên thần bí như thế rốt cuộc là ai đây? Trang Đạo Cổ nhíu mày suy nghĩ. Ta rốt cuộc sắp chết rồi sao? Mà Diệp Húc lúc này cảm thấy nguyên thần của hắn đang không ngừng tan rã, thần thức hồn phách trong tử phủ cũng bắt đầu phân giải. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, chỉ thấy thân thể cũng đã bắt đầu tan ra. Thân thể hắn có thể so với cảnh giới thân thể bất diệt của Tam Bất Triệt Cảnh, sớm tu thành kim thân. Lúc này thân thể tan ra, chỉ thấy thân thể của hắn chảy ra những dòng nước tương màu vàng, cũng không bị ngọn lửa đốt thành tro tàn, mà giống như một pho tượng vàng dòng được rèn ra, bị liệt hỏa đốt cháy, chảy thành nước vàng chảy xuống. Nếu như ta đã sắp chết, có lẽ cũng nên bớt tạo sát nghiệp, tất cả lấy dân bách tính đại đường, dù sao cũng không thủ không oán với ta. Diệp Phúc thở dài, cất bước đi tới phía đông. Một thế hệ kiêu hùng đến bước đường cùng. Trang Đạo Cổ nhìn phía Diệp Húc đi đến phía đông, do dự một chút không đi theo, thầm nghĩ: hắn ta muốn tìm một nơi chôn thân, lặng lẽ chết đi. Lúc này hắn ta là một con thú cùng đường, không nên bức ép, nếu không liền gặp nguy hiểm. Chỉ có đợi khi hắn ta hoàn toàn đốt cháy hết thân thể rồi mới có thể lấy được đủ loại bảo vật trên người của hắn. Bằng tốc độ của ta thì thoải mái làm được điểm này. Lúc này ngoại trừ rất nhiều cường giả chạy tới Hoàng Tuyển Ma Tông chặn đường vào Hoàng Tuyển Ma Tông của Diệp Húc, vẫn có không ít người ở lại chờ thời cơ mà hành động. Diệp Thiếu Báo, nhận lấy cái chết đi! Một gã quân hầu đại đường quát lên một tiếng to, pháp tướng bay lên đánh tới Diệp Húc. Xoẹt! Đôi mắt ở cái đầu sau lưng Diệp Húc mở ra, hai dòng thái dương thần quang to lớn cả dặm bắn ra, xuyên thủng pháp tướng của hắn. Lập tức vị quân hầu đại đường này kêu thả một tiếng, pháp tướng hừng hực bốc cháy, trong chớp mắt thân thể hóa thành tro tàn. Mọi người cùng xông lên, giết Diệp lão ma cướp lấy bảo vật trên người của hắn ta! Có người hét to nói. Càng thêm nhiều người đánh tới, tế lên các loại vu bảo, thi triển đủ loại vu pháp, tế lên các loại nguyên thần, pháp tướng, uy năng mênh mông như che trời, phủ đất, ép tới Diệp Húc. Xẹt 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 xẹt. Những người này còn chưa tới gần, tất cả nguyên thần, vu pháp, vu bảo, pháp tướng liền bốc cháy, hóa thành tro tàn. Từng dòng thái dương thần quang từ đôi mắt cái đầu phía sau Diệp Húc bắn ra, đốt cháy hết tất cả, những người này mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Húc tiếp tục đi đến phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn đi đến gần biển, bóng dáng biến mất trong biển rộng mịt mù. Nơi hắn đi qua chỉ để lại những giọt nước vàng và kim thân tan chảy nhỏ xuống từng giọt. Không xong rồi. Bên trong hoàng cung đại đường, lão già đang chơi cờ cùng đường hoàng Lý Long Sương đột nhiên sắc mặt kịch biến, đang định đứng lên, bỗng nhiên nghe Lý Long Sương cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Ứng sư huynh, cần gì phải nóng lòng rời đi như vậy, không bằng cùng tiểu đệ hạ một ván nữa đi. Phía sau của hắn, những luồng hơi thở cấm bảo tràn ra, một tòa lầu các 24 tầng hiện lên, chấn áp tới lão già kia. Lúc này, Ứng Tông Đạo đã cảm ứng được Diệp Húc lọt vào mối nguy hiểm chí mạng. Hắn thần thông quảng đại, thần niệm mạnh mẽ, gần như có thể bao phủ nửa đại đường. Hành động của Diệp Húc đương nhiên không thể qua được mắt hắn. Hắn vốn định để cho Diệp Húc trải qua sinh tử tu luyện, không ngừng trưởng thành, có thể trở thành nhân vật có thể sánh vai với mình. Nhưng Ứng Tông Đạo lại không ngờ được là hiện giờ Diệp Húc đã tu luyện đến 10 mặt trời cùng ra. Tam thần cảnh nguyên thần kỳ đỉnh phong, thuần dương vô âm, nguyên thần thiêu đốt, thân thể tan chảy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chuẩn bị để hóa thân ra tay cứu trợ, giúp Diệp Húc chấn áp tâm ma, chấn áp 10 mặt trời, cũng không lường được bị đường hoàng Lý Long Sương phản chế. Lý đạo huynh, đây chẳng qua chỉ là một hóa thân của ta, chân thân của ta còn tại Hoàng Tuyển Thánh Tông, ngươi cho là như vậy có thể chặn được ta sao? Lão già này thản nhiên cười một tiếng nói.
Lý Long Sương hơi do dự, mặt mang mỉm cười, hạ giọng nói: Ứng sư huynh, ngươi vô địch đương thời, thế giới vô hoàng không thể tìm thấy đối thủ có thể áp chế được ngươi, nhưng có một người có thể sánh ngang với ngươi. Hơn nữa khi còn trẻ, Ứng huynh ngươi đắc tội với các đại thánh địa, với không biết bao nhiêu cao thủ đứng đầu thánh địa. Những người này có một số thậm chí đã trở thành người đứng đầu thánh địa. Nếu như Lý Mỗ đoán không sai, lúc này Ứng huynh có thể đi ra Hoàng Tuyển Ma Tông được hay không còn là chưa biết được kìa. Sắc mặt lão già này âm tình bất định, chậm chậm ngồi xuống. Lý Long Sương cười ha ha, dù hắn ta là kẻ đứng đầu một quốc gia cũng không nhịn được vì có thể áp chế được Ứng Tông Đạo mà lộ ra vẻ đắc ý, châm chọc nói: Ứng huynh, không bằng thời dịp này chúng ta đánh một ván đi. Tại Hoàng Tuyển Ma Tông bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, một tòa địa đỉnh treo cao trên hư không, tản ra dao động vô cùng trầm trọng, phong ấn hư không Thập Vạn Đại Sơn, phong ấn không trung thành một cái thiết thủng răng sơn. Mà Tần Vương và vài vị quân hầu may mắn sống sót của đại đường mặt cũng mang sát khí, liên tục nhìn bốn phía đề phòng Diệp Phúc xông tới. Lần này Diệp Thiếu Bảo đừng hòng sống sót tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Đệ tử hạ gia tất cả đều lên tinh thần thúc giục địa đỉnh, thôi phát uy năng tới mức lớn nhất. Nếu để một con muỗi bay vào, ta sẽ chỉ hỏi tội các ngươi. Sắc mặt Hạ Từng Đường dữ tợn, hắn bị Diệp Phúc đánh lén ở biển oan hồn, gần chết ở nơi đấy, tu vi toàn thân cũng suýt chút nữa bị Diệp Phúc cướp sạch. Trong tâm hận Diệp Phúc đến tận xương, cả công và tư hắn đều muốn Diệp Phúc chết không có chỗ chôn. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một bàn tay thò đến đặt lên trên đại đỉnh, ấn cho cái đại đỉnh này rơi từ trên không xuống đập vào trong đất. Hạ Từng Đường ngây dại, chỉ thấy một lão giả hồng hào mập mạp thản nhiên bước từng bước từ trăm dặm xa đến, đi thẳng vào trong Thập Vạn Đại Sơn, đi đến tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, cười to nói: Ứng sư huynh, tiểu đệ đến thăm huynh đây. Đám đệ tử hạ gia mặt xám mày cho từ trong địa đỉnh bay ra, ngẩn ngơ đứng giữa không trung, bối rối nhìn về phía Hạ Từng Đường. Yêu hoàng nguyên thủy yêu tông. Hạ Từng Đường hít một hơi lạnh, lập tức khuôn mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát lên: Thất thần làm cái gì? Yêu hoàng chẳng qua chỉ là vì Ứng Tông Đạo, còn không mau tế địa đỉnh lên. Cái đại đỉnh này còn chưa lên không, lại có một bàn chân từ trên cao đạp xuống, dẫm cho cái đại đỉnh này càng lún sâu vào trong đất. Hạ Từng Đường giận dữ ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một lão tăng vừa cao vừa gầy bước tới, thẳng hướng tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, dài thanh mà nói: Ứng sư huynh, cố nhân nhiều năm đến thăm, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến ôn chuyện cũ đấy. Ồ, tông chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng đến đây. Lúc trước Diệp Thiếu Bảo giết chết Lũ Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa có thân thể ngũ hành, bóp chết người được nhận định là vu hoàng tương lai. Lúc này thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đến đây, chỉ sợ là muốn khiến cho Ứng Tông Đạo nếm thử mùi vị thiên tài nhà mình bị người bóp chết đây. Đám người Hạ Từng Đường nghi hoặc thầm nghĩ: Đám bất tài liên tục bị người đánh rơi địa đỉnh xuống hai lần, ta giữ các ngươi lại làm cái gì? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hạ Từng Đường. Hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thánh Chủ một mình tiến đến, bộ mặt âm trầm đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông. Đám người Hạ Từng Đường không khỏi rùng mình, chỉ nghe Hạ Thánh Chủ lạnh lùng nói: Các ngươi hãy thu địa đỉnh vào, cút khỏi nơi đây, tìm kiếm chỗ Diệp Thiếu Bảo chôn thây. Chuyện nơi này đã không còn là những người như các ngươi có thể nhúng tay vào. Hạ Từng Đường vội vàng cuộn kiều đỉnh lên, gào thét vọt đi. Bọn họ vừa mới rời đi, không trung đột nhiên trở nên âm u, tiếng xe gió vù vù chuyển đến. Những lá cờ cao tới vạn trượng từ trên trời phần phật bay tới, trải rộng một vòng xung quanh Thập Vạn Đại Sơn. Trên những lá cờ đó có thêu những vị chu thiên tinh quân hình dạng cổ xưa quái dị, thực lực cực kỳ hùng mạnh, thực lực mỗi một vị đều có thể so với nhân hoàng. Mỗi một vị chu thiên tinh quân đi ra khỏi lá cờ, chỉ thấy vô số ngôi sao theo sát phía sau bay ra khỏi mặt cờ. Trong chớp mắt, cả tòa Thập Vạn Đại Sơn liền bị bao phủ bên trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ vô cùng khổng lồ. Ồ, tinh đế của chu thiên tinh cung cũng đến sao? Đám người Hạ Từng Đường kinh hãi muốn chết. Tinh đế chính là nhân vật duy nhất đương thời có thể sánh vai với Ứng Tông Đạo, không ngờ là cũng tới đây ngăn cản Ứng Tông Đạo đi cứu Diệp Phúc. Hoàng Tuyển Ma Tông xuất hiện một Ứng Tông Đạo là đủ rồi, nếu như xuất hiện hai chỉ e rằng không phải là phúc của các đại thánh địa. Ở trên trời cao, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, thản nhiên nói: Ứng lão đệ, người nghĩ sao? Ứng huynh, ngươi luôn lấy thế ép người, hiện giờ chúng ta cũng muốn ép ngươi một lần. Một lão già gầy gò nhưng người cưỡi một con bò đực bay tới, cất cao giọng nói. Đám người Hạ Từng Đường, Tần Vương vô cùng kinh hãi, vội vàng liền tản ra, không dám tiếp tục đứng bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nữa. Nhưng những người đứng đầu thánh địa đó
có khai chiến với Ứng Tông Đạo hay không, cho dù nơi này tràn ngập hơi thở nhân hoàng, ép cho bọn họ cực kỳ khó chịu, gần như khó có thể thở nổi. Lúc này cả Ứng Tông Đạo cũng không thể thoát thân, thế gian này đã không còn ai có thể cứu được Diệp Húc, hắn ta chết chắc rồi. Mà lúc này cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông Luân Hồi Thiên Bàn đã sống lại từ trong giấc ngủ say. Những luồng uy áp riêng biệt của cấm bảo bao phủ đất trời, thiên bàn hoành không bao phủ thập vạn đại sơn bên dưới, mà phía trên thiên bàn lại xuất hiện những ngôi mộ. Những ngôi mộ đó như đến từ hồng hoang viễn cổ, tản ra từng trận rung động, uy thế không hề kém với Luân Hồi Thiên Bàn. Ứng Tông Đạo khoanh chân ngồi ở trên đống bia mộ mộ hoang san sát kia, nhìn về phía thánh chủ đến từ các đại thánh địa, khẽ thở dài một tiếng. Diệp sư đệ, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính đệ mà thôi, vì huynh lúc này đây chỉ có thể bảo vệ Hoàng Tuyển Thánh Tông. Mà phía trên biển cả, Diệp Húc lẻ loi đi về phía trước, trong tâm của hắn sáng sủa, ác khí sát phạt bao phủ trong lòng từ trước tới nay vẫn cương liệt vô cùng, sát khí ngút trời, hình thành mây đen ngàn dặm không ngừng xoay tròn, khí thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng lúc này sát khí dày đặc đó không cách nào ảnh hưởng đến nội tâm của hắn, khiến tâm của hắn yên tĩnh bất ngờ. Nơi hắn bước qua, biển rộng bốc hơi lên, lộ ra đáy biển rất sâu, núi lửa trong đáy biển thậm chí bị chân hỏa bốn phía hắn đốt cho không ngừng phun trào. Chỗ hắn đi qua, nước biển lập tức trào tới, tràn vào hải vực bị đốt khô. Mặt biển sôi trào, dâng lên từng cơn sóng thần. Ta từ khi đi ra khỏi Liễu Châu bé nhỏ kia, một đời kiêu hùng, chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, thật không ngờ cũng có ngày như hôm nay. Diệp Húc cười ha ha, hành vi phóng đãng, kim thân của hắn tiếp tục tan chảy, sau lưng 10 con tam túc kim ô kéo mặt trời bay lên bay xuống, khiến cho hắn giống như một vị thần vương sắp ngã xuống. Ở trong biển, vô số yêu thú yêu ma, thậm chí đại yêu đều bị chân hỏa trào ra quanh thân hắn đốt chết, tạo ra sát nghiệp cực nặng, khiến cho công đức kim luân luyện vào diệu quyết của hắn không ngừng mà tăng lên. Cuối cùng hắn đi xa hơn ngàn vạn dặm, rời xa đại lục, đi sâu vào trong hải vực xa lạ, chỉ thấy những tòa tiên sơn xung quanh linh khí bao phủ bốc hơi như mây. Nơi này dường như là một chốn thế ngoại đào nguyên, thanh tĩnh tao nhã. Ta liền tăng thân ở đây vậy. Hắn lặng lặng đi đến mảnh tiên đảo kia, khí thế của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ tan chảy của kim thân càng ngày càng nhanh, nguyên thần cũng bị đốt hết cành lá, thân cây bắt đầu bốc cháy. Đến khi kim thân của hắn tan hết, nguyên thần thành tro, tử phủ hồn phách thần thức tiêu tan, đó chính là khoảnh khắc hắn thân tử đạo tiêu. Kít kít. Trên một tòa tiên sơn, đột nhiên một bóng dáng trắng trắng bay ra, nhảy lên nhảy xuống trên không trung, vội vàng đến chỗ của Diệp Húc. Bóng dáng này ngừng ở cách 10 dặm thì bị chân hỏa Diệp Húc tản ra, bức cho không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Nó là một con trồn hoa hồ, thân hình trắng như tuyết, trán có vài cái lông màu vàng, trông như một con sóc lại giống như một con tiểu hồ ly. Kít kít. Con trồn hoa hồ này dùng một loại thanh âm ngọt đến ngấy kêu lên, nó đứng lên, hai vuốt nắm trước ngực hướng Diệp Húc mà đòi thực vật. Thấy Diệp Húc không để ý tới nó lập tức biến đổi khuôn mặt, dương nanh múa vuốt với Diệp Húc, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gâu gâu. Diệp Húc ngơ ngác nhìn nó, tâm thần hoảng hốt, dường như về tới Liễu Châu vậy. Lắng thoáng thấy một cảnh thiếu nữ mặc váy đeo châm cài mận gai, đang cầm bát thuốc ngồi bên giường mình. Ánh mắt của nàng rung rung, vô cùng vui sướng nhìn mình tỉnh lại từ trong hôn mê. Kít kít. Trồn hoa hồ thấy không đòi được đồ ăn, cũng không uy hiếp được Diệp Húc, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, dường như đang nói Diệp Húc là con quỷ hẹp hòi, kiêu ngạo vảnh đuôi lên, không để ý đến Diệp Húc nữa, nhảy về tiên sơn kia. Diệp Húc giống như từ trong mộng bước ra, đi theo phía sau nó, chỉ thấy con trồn hoa hồ này chạy tới một chỗ sâu trong núi, thả người nhảy lên, rơi vào trong ngực của một thiếu nữ, sau đó leo lên bờ vai của nàng. Cái đuôi to giống như một cái cổ áo lông mượt mà, quấn quanh gáy ngọc của nàng kia, cũng trắng như tuyết. Diệp Húc đứng ở xa nhìn, chỉ thấy thiếu nữ kia mặc một thân quần áo màu trắng, con trồn hoa hồ quấn quanh cổ nàng ta, giống như nàng ta đang mặc một bộ lông trồn vậy. Dáng dấp của nàng vẫn thanh tú động lòng người như trước, nàng vẫn giống như người trong lòng Diệp Húc kia, dường như từ khi Diệp Húc rời khỏi Thanh Châu cũng chưa hề thay đổi vậy. Hơi thở của nàng xa xăm, dường như tiên tử, tiên nữ từ trên cung đình Thiên Cung lén lút hạ phàm. Đôi mắt trong suốt như nước, cạp váy đón gió tung bay, cười đứng trên đỉnh núi, tựa như đã đứng ở nơi này chờ đợi Diệp Húc thật lâu rồi vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Húc nhìn mà ngây ngốc. Thiếu gia. Ánh mắt của Tô Cửu Kiều chuyển tới, vượt qua biển lửa trùng điệp nhìn đến hắn, thân thể mềm mại khẽ run. Diệp Húc bước nhanh đến, tất cả suy nghĩ trong đầu đều không cánh mà bay, dường như chân hỏa mãnh liệt nóng bỏng thiêu đốt tất cả kia đã bắt đầu đốt tới trái tim của hắn. Thiếu gia. Thiếu nữ kia nhào tới hắn, quần áo tung bay,
chỉ thấy sau lưng của thiếu nữ một vầng trăng sáng ngời từ từ dâng lên, một con thỏ ngọc cùng một con ngọc thiềm nhảy đến nhảy đi trong trăng, tò mò nhìn những con tam túc kim ô đang bay tới. Hơi thở của hai người hấp dẫn lẫn nhau, khí cơ thu hút lẫn nhau, rốt cuộc cũng đi đến chỗ của nhau. Trên khoảng không hải ngoại tiên sơn, nhật nguyệt dây dưa, thuần dương khí và thuần âm khí đan xen vào nhau, mang đến một mảng yên lặng tương hòa. Mười vầng mặt trời kia thăng không cùng vầng mặt trăng kia lôi kéo lẫn nhau, không ngừng xoay tròn. Cô âm tắc bất sinh, độc dương tắc bất trường, cho nên thiên địa kết hợp âm và dương. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung chính là hai đại môn phái ma đạo mạnh nhất hiện nay. Tâm pháp của bọn họ đi lên hai cực khác nhau, nhưng phải công nhận là nếu tâm pháp hai nơi này có thể kết hợp song tu, như vậy sẽ là tâm pháp hùng mạnh nhất. Âm dương hấp dẫn lẫn nhau, cùng phụ thuộc, cùng sinh ra, nhật nguyệt cùng sinh, âm dương hài hòa. Chỉ thấy bên trong trăng sáng, ở ngoài Hàn Nguyệt Cung, con ngọc thiềm cực lớn kia miễn cưỡng mở mắt, lướt mở con tam túc kim ô một cái, lập tức ngáp lên, lười biếng nhắm mắt lại, miệng phun ra bọt khí. Mà một con thỏ ngọc trắng như tuyết lại nhảy trên trán của nó, dựng thẳng lỗ tai lên, hơi bất an nhìn những con quái điểu ba chân kia. Tam túc kim ô là yêu tinh trong mặt trời, mà thỏ ngọc và ngọc thiềm lại là yêu tinh trong trăng. Diệp Húc được những dòng thuần âm khí chăm sóc, liệt hỏa quanh thân dần dần tắt, phạm vi bao phủ càng lúc càng nhỏ, kim thân ngừng tan chảy, nguyên thần không bốc cháy nữa. Xung quanh tiếng sóng mênh mông, tiếng cao tiếng thấp, hắn cùng với thiếu nữ ôm chặt lấy nhau, đủ loại tình cảm tỉ như mối tình đầu đắng cay mặn ngọt trào ra trong lòng, tình đến lúc nồng tự nhiên phát sinh. Nhưng thấy nơi Diệp Húc và thiếu nữ ôm nhau đột nhiên xuất hiện một chiếc giường mây, sau đó La Sa khinh trướng, cửa trụ, nhà đình lần lượt xuất hiện. Những cây trụ đồng đột ngột mọc lên từ trong đất, vô số viên gạch ngói tự động hạ xuống. Trong chớp mắt, Diệp Húc lấy pháp lực tạo ra một cung đình rộng lớn. Bên trong biển rộng bao la có rất nhiều tiên sơn bị những luồng pháp lực mạnh mẽ thúc dục, ầm ầm đụng vào nhau, hóa thành một đại lục nhỏ rộng mấy trăm dặm. Trong dãy núi, những tòa cung điện ầm ầm mọc lên từ mặt đất, hóa thành một mảng thiên cung bao la hùng vĩ. Diệp Húc ôm lấy Tô Kiều Kiều lên trên giường mây, tầng tầng màn lụa khẽ che lại, mông mông lung lung không thể nhìn thấy rõ. Thiếu gia. Bên trong truyền đến một tiếng nói thẹn thùng, Diệp Húc cười một tiếng không nói gì thêm. Kin kít kin kít. Một con chồn hoa hồ trắng như tuyết bị người ném ra khỏi màn lụa bay lên trời cao. Con chồn hoa hồ này tức giận đến cực điểm, kin kít kêu không ngừng, định chạy về cung điện trở lại bên cạnh nữ chủ nhân. Đã thấy từng tầng cấm chế bao phủ tòa đảo nhỏ này, lấy bản lĩnh của nó còn chưa thể xông qua cấm chế mà Diệp Húc đã bày ra. Trên bầu trời cung điện hiện ra một con yêu thú thượng cổ thật lớn, hải thận, hình dáng như một con sò lớn. Vỏ của nó mở ra, phun lên những dòng khí màu hồng, che giấu hòn đảo nhỏ này lại, biến mất phía trên mặt biển. Bên dưới hải thận, trên không hòn đảo tràn ngập dòng khí màu phấn hồng, kiều diễm, uyển chuyển, hóa thành hình rồng, hình phượng, long tường phượng múa, mây mưa giao hợp. Mà ở phía trên long phượng, mặt trăng mặt trời cùng sáng lên, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương phụ phun. Qua thật lâu sau, mây mưa biến mất, một chiếc cầu vồng bắc giữa núi non, bảy màu rực rỡ. Không qua lâu sau, cầu vồng biến mất, long phượng lại xuất hiện, mây mưa lại bao phủ hòn đảo nhỏ này. Cứ như thế thật lâu không ngừng. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều đi giữa núi rừng, ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc cầu vồng bắc ngang trên đầu hai người, cầu vồng như cây cầu nối đến hải vực xa xôi. Tô Kiều Kiều nhớ lại hình ảnh cuồng dã là lướt ban nãy, trong tâm như một chú nai con đang nhảy loạn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, không nói gì nữa. Bọn họ xa cách đã lâu nay gặp lại, khó kìm lòng nổi, tất cả dường như tự nhiên mà xảy ra. Gâu gâu! Chồn hoa hồ đứng trên bờ vai của nàng, trợn mắt nhìn Diệp Húc. Nó còn đang tức giận chuyện Diệp Húc ném nó ra ngoài, con vật bé nhỏ này khá là thù dai. Diệp Húc ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cảm xúc mềm mại, tay kia không chịu ở yên, chạy khắp mọi nơi. Tô Kiều Kiều lên một tiếng, chỉ thấy thân thể dần dần mềm nhũn, tê dại theo đầu ngón tay của Diệp Húc truyền đến tận tâm của nàng, khiến nàng hơi hoảng loạn. Thiếu gia, miệt mài quá không tốt cho thân thể. Nàng cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Kiều Kiều, em còn gọi ta là thiếu gia sao? Diệp Húc cười hỏi. Phu quân. Tô Kiều Kiều thẹn thùng cười nói. Khi ở Diệp phố, em nghe một vị mẹ già nói, thiếu niên mới nếm thử việc người, khó nhất là kìm nén, thường thường một đêm muốn làm rất nhiều lần, lại không biết loại chuyện này rất tổn hại thân thể, tổn hao nhiều nguyên khí kìa. Diệp Húc nghe vậy bật cười. Kiều Kiều, chúng ta đã tu thành đại vũ, luyện ra nguyên thần, cho dù có miệt mài một năm hay 10 năm, em là cũng sẽ chẳng tạo ra bất cứ tổn thương gì cho thân thể cả. Em và ta xa cách bao lâu nay mới gặp lại, miệt mài thêm nữa thì ngại gì chứ.
Huống chi người ta bị thương nặng, còn cần em giúp ta chấn áp tâm ma, trị liệu thương thế kia. Đây không phải miệt mài quá độ, mà là tu luyện, là chữa thương, em hiểu không? Diệp Phúc trịnh trọng nói. Hắn bỗng thấy mình có vài phần vô lại, nếu là một tên hoàng đế kia e rằng sẽ trở thành một tên hôn quân hoang dâm vô đạo dính ở bút của sử quan rồi. Tô Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một lát, một tiếng, bọn họ phóng đãng một phen. Nhưng sau đó Tô Kiều Kiều cũng phát hiện lần phóng đãng này với Diệp Phúc lại khiến tu vi của mình tăng lên nhanh chóng. Nàng ta vốn vừa mới tiến vào nguyên thần kỳ không lâu, tu vi chỉ mới là nguyên thần nhị phẩm, mà hiện giờ được dương khí của Diệp Phúc bổ dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt thẳng qua 8 cảnh giới nhỏ, bước vào hợp thể kỳ, nguyên thần có thể cùng thân thể tương dung. Mà Diệp Phúc vì bị thương khá nặng, thân thể, nguyên thần, hồn phách, thần thức đều bị trọng thương. Thế giới hủy diệt, tu vi tăng lên cũng không nhanh như nàng ta, nhưng cũng tăng lên tới cảnh giới hợp thể kỳ. Loại tốc độ tu luyện này quả thực làm cho người ta phải líu lưỡi. Khó trách người khác đều nói tâm pháp của Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung hợp lại, nếu có thể song tu tất sẽ trở thành cấm pháp lợi hại đệ nhất thiên hạ, cũng là thứ tâm pháp tu luyện nhanh nhất. Nàng đột nhiên nhấc con chuẩn hoa hổ kia ném ra ngoài, làm cho con dị thú thượng cổ này tức giận chết ngất, đỏ mặt mà khẽ nói: "Phu quân, lúc trước đều là chàng ở trên, lần này em muốn ở trên cơ, chàng không được động, để cho người ta đến hầu hạ." Bọn họ gắn bó như keo sơn, dây dưa cùng một chỗ, hận không thể hòa tan đối phương, hoặc là hòa tan trong thân thể của đối phương vậy. Bọn họ là thiếu nam thiếu nữ lần đầu biết chuyện đời, mới nếm thử trái cấm, rất khó có thể kiềm chế được sự dụ hoặc lẫn nhau từ thân thể cùng khí tức của nhau. Trong núi chẳng biết tháng ngày, một ngày Diệp Húc bỗng soi gương, chỉ thấy dáng vẻ tiều tụy của mình trong kính, tâm chợt kinh hoàng. Hắn chính là kim thân, khi tàu hỏa nhập ma, 10 mặt trời cùng xuất hiện, thiêu đốt lâu như vậy cũng không thể làm thân thể của hắn tan rã hoàn toàn. Ngược lại hoang dâm một tháng mà kim thân đã suy bại tới tình trạng này rồi. Chuyện này tuy rất tuyệt vời, thế nhưng không thể quá độ được. Nếu quá độ, đừng nói là kim thân của ta, cho dù là thiên đế, đại la thần tiên thời viễn cổ, chỉ e rằng cũng phải nuốt thận dưới gấu váy thạch liệu rồi. Diệp Húc thoáng kiềm chế dục vọng trung tâm, Tô Kiều Kiều cũng hiểu được mấy ngày này hơi quá mức, vòng eo mỏi nhừ, thân thể cũng thướng lại. Mấy ngày chữa thương này, tâm ma của Diệp Húc hoàn toàn yên lặng, dù 10 mặt trời cùng ra cũng không thể làm hắn bị thương chút xíu nào cả. Thế giới phía sau hắn lại mở ra, biển rộng mênh mông, đại địa vô biên, ngọc thụ nguyên thần bị cháy trụi cũng bắt đầu mọc trạc cây mới. Những con cự thú viễn cổ sinh sống trong lục địa và hải dương. Thậm chí, kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết mà Diệp Húc sáng tạo ra cũng được dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Vô số dị thú thượng cổ cùng đám cự thú viễn cổ kia cùng sinh sống chung, một bức cảnh hồng hoang đông đúc. Chu thiên tinh đấu bị đốt chảy lại xuất hiện, tinh không trụ quang, vũ trụ vô biên. Bên trên bầu trời, 10 mặt trời cùng mặt trăng của Tô Kiều Kiều đan vào cùng một chỗ, trăng sáng không ngừng tỏa những dòng thuần dương, thuần âm khí ra, trung hòa dương khí quá thịnh của Diệp Húc. Vầng trăng này xuất hiện khiến thế giới của hắn phân ra âm dương bốn mùa, ngày đêm khác biệt, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, tuần hoàn không thôi. Thế cho nên trong thế giới của hắn, hoa nở hoa tàn, cỏ cây mọc thành bụi, có đủ loại sức sống, không hề hoang vu như trước nữa. Phu quân, tâm pháp tầng cao nhất của Hàn Nguyệt Cung em tên là Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, là do Nga Hoàng truyền lại, nhưng môn tâm pháp này chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Tô Kiều Kiều, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh nói cho Diệp Húc từ đầu chí cuối, một chữ cũng không thiếu. Tự tiện truyền thụ tâm pháp cho kẻ khác ở Hàn Nguyệt Cung được coi là hành vi phản môn, tội ác tày trời. Nếu như bị phát hiện sẽ là kết cục chết không thể nghi ngờ, dù có trốn tới nơi đâu cũng sẽ bị Hàn Nguyệt Cung đuổi giết không ngừng. Nhưng nàng ta không hề nghĩ đến điểm đấy. Trong tâm của nàng, hiển nhiên Diệp Húc còn quan trọng hơn cả Hàn Nguyệt Cung nhiều. Vì phù không phải là muốn tu tập tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung, mà là lấy sở trường dung nhập vào trong tâm pháp của ta, loại bỏ hết tất cả khiếm khuyết trong bản vương khai thiên kinh. Diệp Húc cẩn thận sắp xếp Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh ở trong đầu một lần, lĩnh hội ý nghĩa sâu xa trong kinh văn, không thể không cảm thán: môn cấm pháp Nga Hoàng truyền lại quả thật là quá độc đáo, cùng cấm pháp Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung đi lên một cực hoàn toàn khác, phát huy âm nhu tới tận cùng. Nhưng môn cấm pháp này bởi vì âm nhu cực hạn nên chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện, nam nhân hoàn toàn không thể tu luyện được. Nếu không liền có thể biến thành nữ tử hoặc là trực tiếp tàu hỏa nhập ma mà chết, thần tiên cũng không cứu được. Cho dù vậy, không phải tất cả nữ tử đều có thể tu luyện môn tâm pháp này. Nữ tử có thể tu luyện Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh và là ngũ hành trúc thủy, như thế mới có thể khống chế tâm pháp. Tô Kiều Kiều bởi vì là thân thể thủy đức cộng công, trong cơ thể có được mảnh vỡ thiên đế cộng công thời thượng cổ, cho nên tu luyện môn tâm pháp này mới có thể đạt được thành tựu vượt xa những người khác. Khi Diệp Húc song tu với nàng cũng phát hiện ra điểm này, đó chính là tốc độ tu luyện của Kiều Kiều thật sự quá nhanh, còn nhanh hơn cả hắn.
Nếu không phải Diệp Húc gặp nhiều kỳ ngộ, chỉ sợ tu vi lúc này sớm đã bị Kiều Kiều bỏ xa 108,000 dặm rồi. Tuy rằng chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, nhưng với Diệp Húc mà nói, mục đích chính là đem tinh hoa của môn tâm pháp này dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, cũng không định mạo hiểm chuyện biến thành con gái mà tu luyện môn tâm pháp này. Tô Kiều Kiều rúc vào bên người của hắn, không ngừng giảng giải ý nghĩa kinh văn, giúp Diệp Húc lĩnh hội tâm pháp càng thêm thấu triệt. Hai người ngồi đàm luận qua 4 ngày, Diệp Húc rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ môn tâm pháp này, đột nhiên có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, không khỏi vươn người đứng dậy, cười to mà nói: "Cuối cùng ta đã biết khiếm khuyết lớn nhất của bản Vương Khai Thiên Kinh là ở chỗ nào rồi." Kính chào quý vị khán thính giả thân mến, tập 120 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 121 sắp tới.